Theo mình sẽ qua bài số 11, ứng xử trên môi trường số và nghĩa vụ tôn trọng bản quyền. Mục tiêu của bài học hôm nay đó là giúp cho các bạn có thể hiểu rõ được những vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa khi giao tiếp qua mạng. Thứ hai là hiểu được các nội dung pháp lý liên quan đến việc đưa tin lên mạng và nghĩa vụ tôn trọng bản quyền. Ok, để hiểu rõ hơn thì giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng nội dung trong bài nha. Nội dung đầu tiên là mình sẽ đi vào những vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa. Ok, ở đây thì mình có liệt kê một số hành vi vi phạm về vấn đề đạo đức và pháp luật văn hóa hiện nay, gồm đưa tin lên không phù hợp trên mạng, công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép, gửi thư rác hay tin nhắn rác. Thứ tư, vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu và phần mềm. Thứ năm, bắt nạt qua mạng. Thứ sáu, lừa đảo qua mạng. Và thứ bảy là ứng xử thiếu văn hóa. Ok, đó là một số hành vi vi phạm hiện nay. Tiếp theo mình sẽ qua về một số quy định pháp lý đối với người dùng trên mạng mà pháp luật hiện nay quy định. Các văn bản vi phạm pháp luật hiện nay thì đã ban hành bao gồm như, thì hiện nay để giải quyết một số hành vi vi phạm pháp lý của người dùng trên mạng hiện nay thì Quốc hội Việt Nam đã ban hành một số luật như sau: Luật Giao dịch Điện tử 2005, Luật Công nghệ Thông tin 2006, Luật An ninh mạng 2018, Luật Hình sự 2017, Nghị định 90/2008, Nghị định Chính phủ về chống thư rác, Nghị định 72/2013, Nghị định Chính phủ về sử dụng Internet, Nghị định 15/2020, Nghị định Chính phủ xử phạt vi phạm ngành công nghệ thông tin, Bộ Quy tắc về ứng xử trên mạng 2021. Tiếp theo mình sẽ đến với các quy định của pháp luật đối với người dùng trên không gian mạng. Một số quy định của pháp luật đưa ra đối với người dùng như sau. Điều 12 khoản 2 của Luật Công nghệ Thông tin quy định cấm cung cấp, trao đổi và quyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin số với mục đích như sau: chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại đoàn kết toàn dân, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc, nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, tiết lộ bí mật của nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhân dân. Công nhân, quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định. Tiếp theo, điều 8 khoản 1 trong Luật An ninh mạng, đó là cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi, bao gồm hành vi quy định tại khoản 1 của điều 18 của luật này, tổ chức hoạt động câu kết xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ ba, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt về giới, phân biệt về chủng tộc, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại trong hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn trong hoạt động của các cơ quan tổ chức và các cá nhân khác, hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Tiếp theo, về điều 101 khoản 1 của Nghị định 15/2020 của Nghị định Chính phủ, bao gồm cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Thứ hai, cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thứ ba, đó là cung cấp chia sẻ các thông tin miêu tả tỉ mỉ này, hành động, chém giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn. Thứ tư, là cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Thứ năm, đó là cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, này, văn học, nghệ thuật, xuất sản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc tịch thu. Thứ sáu, đó là quảng bá, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, này, dịch vụ cấm, này, cung cấp chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không hề thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ đề quốc gia. Ok, đối với
Các hành vi vi phạm như trên thì sẽ có các bộ quy tắc về ứng xử trên mạng năm 2020, đó là yêu cầu mọi người tuân thủ quy định về đưa thông tin lên mạng, khuyến khích người dùng tên thật, thứ ba là khuyến khích đăng tải quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, và thứ tư là chia sẻ thông tin tích cực, tấm gương người tốt, việc tốt. Dựa vào những quy định pháp lý trên và tính an toàn thì bạn sẽ cần tuân thủ các nguyên tắc như sau. Nguyên tắc đầu tiên thì là hãy kiểm tra thật kỹ xem có vi phạm pháp luật trước khi đăng bài. Thứ hai là cân nhắc hậu quả xảy ra trước khi đưa tin không vi phạm pháp luật. Và thứ ba là không chia sẻ các bài viết liên quan hoặc bài vi phạm đến pháp luật. Tiếp theo mình sẽ qua một số quyền và vi phạm. Trong quyền tác giả thì bao gồm các quyền sau. Đầu tiên là quyền tác giả này, là quyền tổ chức hoặc cá nhân sở hữu sáng tạo ra tác phẩm của riêng mình. Quyền thứ hai là quyền nhân thân này, là những quyền như đặt tên tác giả này, đứng tên thật hoặc bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm. Quyền thứ ba là quyền tài sản này, là những quyền bao gồm các tác phẩm phái sinh này, sao chép tác phẩm này, truyền đạt tác phẩm đến công chúng hoặc cho thuê bản gốc hoặc bản sao. Thứ hai, vi phạm quyền đối với các sản phẩm tin học. Những vi phạm bản quyền bao gồm như vi phạm quyền tài sản, quyền nhân thân này, các hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm số như mạo danh tác giả này, công bố mà không được phép, sửa chữa, chuyển thể phần mềm dữ liệu mà không được phép của tác giả này, sử dụng phần mềm lậu, dữ liệu không được phép của tác giả này, phá khóa phần mềm, vô hiệu hóa các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thiết lập này, đăng tải các sản phẩm kể cả bản phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu này. Trên đây là một số hành vi vi phạm bản quyền đối với tác phẩm mà mọi người cần tránh và nên tuân thủ những quy định cần tránh vi phạm bản quyền của tác phẩm. Thứ hai, đó là tôn trọng bản quyền của tin học. Chúng ta biết là cái việc thực hiện các hành vi vi phạm bản quyền sẽ gây ra các thiệt hại rất lớn cho tác giả cũng như là chủ sở hữu tác phẩm. Do đó, chúng ta không nên thực hiện các hành vi như không sử dụng các phần mềm lậu này, không sao chép phát tán các phần mềm bản quyền, không phát hóa phần mềm. Khi quá trình mua phần mềm thì các bạn cần hiểu rõ việc mua bản quyền và quyền sử dụng. Hai quyền này nó sẽ khác nhau nha. Việc mua bản quyền là việc trao đổi giao dịch giữa người mua đối với tác phẩm người bán. Còn quyền sử dụng là các bạn chỉ sử dụng thôi, sẽ không cần trao đổi giao dịch giữa người mua và người bán. Đó là quyền mà các bạn cần lưu ý khi mua phần mềm. Để hiểu rõ hơn thì giờ mình sẽ qua bài tập vận dụng nha. Bài đầu tiên, trong tình huống sau, tình huống nào là vi phạm bản quyền của tác giả? Câu A, A mua phần mềm Office có phí và sử dụng phần mềm đó. Câu B, quán B photo những giáo trình, sách tham khảo lấy được từ trên mạng để bán. Câu C, dù không đúng sự thật nhưng C vẫn tung tin đồn không đúng về cuốn sách của T. Câu D, D chia sẻ nội dung trong sách mà D đã soạn lên website. Ok, ở trong tình huống này thì sau khi các bạn đã nghe xong các đáp án trên thì chắc hẳn các bạn cũng có đáp án của riêng mình rồi đúng không? Thì trong các đáp án trên thì tình huống vi phạm bản quyền tác giả sẽ là B và C nha. Bài tập số 2, trong hành vi sau, hành vi nào vi phạm vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa? A, A tung tin đồn D và C trộm cắp lên mạng. B, B chia sẻ phần mềm độc hại cho bạn bè. C, C chia sẻ hình ảnh của mình lên mạng xã hội. D, sau khi được sự đồng ý của D, C tải tài liệu của D về ôn bài. Ok, sau khi nghe xong các đáp án trên thì chắc hẳn các bạn cũng biết được hành vi ở trong các đáp án trên vi phạm vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa đó là đáp án A và đáp án B. Tiếp tục qua bài tập số 3, hãy nêu một số ví dụ về hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học. Ok, ở đây mình có liệt kê ra một số hành vi vi phạm bản quyền đối với sản phẩm tin học. Ví dụ như là phá khóa phần mềm ứng dụng này, đăng một số video chưa được cho phép này, tải phần mềm lậu về máy này. Qua bài tập số 4 là trong các ý kiến sau, ý kiến nào bạn đồng ý và giải thích vì sao không đồng ý? Ok, A cho rằng mình đã soạn nội dung ý tưởng thì mình có quyền chia sẻ cho mọi người cùng xem. B nghĩ rằng chỉ cần tải nội dung đó về máy và copy thành cuốn sách như vậy là thuộc quyền sở hữu của mình. C cho rằng mình chỉ cần đưa lên mạng những tin miễn sao không vi phạm pháp luật. Câu D,
D cho rằng chúng ta có quyền đưa lên mạng những tin hoặc trên xã hội miễn là không phải làm hại đến người nào. Ok, thì ở bài tập 4 này thì các bạn sẽ tự thực hành nha, sẽ tự đưa ra ý kiến của mình. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn bài số 11, ứng xử trên môi trường số và nghĩa vụ tôn trọng bản quyền. Mời bạn sẽ tiếp tục sang bài tiếp theo.